Thưa các bạn, một cặp loa mới nhất của Clip, hãng sản xuất loa lâu đời từ Mỹ. Và đây là cặp The Five, có thể gọi đây là cặp loa công nghệ cao. Và nó cũng sẽ là cặp loa mang tính xu hướng tương lai. Sau này, những cái dòng loa mà tích hợp sẽ sản xuất theo cái công thức của The Five. Có nghĩa là gì? Là tất cả mọi thứ đều được đưa vào hai cái thùng loa này. Và mọi người chỉ cần một cái nguồn phát thôi, có thể đã thành một bộ máy nghe nhạc hoàn chỉnh. Thế còn The Five thì hiện nay chúng ta có thể thấy là có rất nhiều những cái thiết bị kết nối ở đây. Nó cho ta thấy cặp loa có thể chơi được với rất nhiều nguồn phát, từ nguồn phát analog cho tới nguồn phát digital. Ở đây tôi sẽ giới thiệu với cả mọi người lần lượt. Đây là hai cái khối loa chính. Và trong cái đây có thể coi như là loa chủ. Nó gồm âm ly ở bên trong này và những cái mạch xử lý tín hiệu được đặt vào bên trong. Ở trên nóc loa là có hai nút chỉnh, gần như là các bạn sẽ thấy ở trên những cái âm ly á. Một là nút chỉnh tín hiệu đầu vào, các loại tín hiệu đầu vào từ nguồn nhạc số cho tới nhạc analog từ đĩa nhựa. Và đây là nút chỉnh âm lượng to nhỏ. Thực ra là sau này chúng ta sẽ không dùng những cái nút này thường xuyên đâu, mà sẽ dùng từ cái remote này, điều khiển từ xa. Đây là loa, có thể gọi là loa slave, tức là nó lấy tín hiệu từ cái loa master, loa chính này. Thì khi lấy tín hiệu, người ta sẽ dùng một cái sợi dây kết nối, có cái hai đầu kết nối đây, từ loa chính sang cái loa phụ thuộc đây. Đây là sợi dây kết nối, và cái sợi dây này rất là dài. Nó giúp cho cái việc bố trí loa tương đối linh hoạt, khoảng cách thoải mái. Ngắn nhất là có thể để rất sát nhau, ví dụ như trên một cái bàn mà tôi để cho các bạn coi như thế này. Hoặc có thể để cách xa nhau tối đa tới khoảng trên dưới 3 mét là dư để trong một cái phòng khách rồi. Tiếp theo là những cái dây nguồn. Dây nguồn ở đây, cả ba cái dây này đều là dây nguồn nhưng mà theo các chuẩn cắm khác nhau. Bởi vì là đây là cặp loa phục vụ cho các thị trường khác nhau. Thì ở Việt Nam mình dùng chủ yếu là cái chuẩn rất là đơn giản này, đầu giác tròn. Hiện tại thì cái ổ cắm của mình là theo cái chuẩn giác dẹt nhiều rồi. Thì cái muốn cắm này mình phải qua một cái adapter chuyển. Ở đây là có thể nhìn thấy cái chỗ để cắm dây nguồn đây, chỗ để cắm kết nối giữa hai loa đây. Còn đây là gì xem nào? À, đây là một cái sợi dây để kết nối tín hiệu HDMI từ máy tính xuống cặp loa này. Cái cặp loa này có thể dùng để nghe nhạc hoặc là nghe tin tức thời sự từ trên TV, cũng rất là tiện. Khi mình cắm qua đường HDMI ấy, thì mình chỉ cần điều chỉnh volume trên TV thôi là âm thanh nó sẽ chạy hết to nhỏ điều chỉnh ở trên loa này được. Đây là sợi dây USB chuẩn 2.0. Mình dùng để kết nối từ máy tính qua, chủ yếu là từ laptop, một nguồn nhạc rất là phổ biến, nhạc số. Cắm qua đây. Đây, qua cái ngõ này. Và đây là laptop này. Trên laptop này thì họ cho phép mình chỉnh các kênh tín hiệu khác nhau và chỉnh cái âm lượng to nhỏ, hoặc là chỉnh luôn cái mute tắt tiếng. Đây thì nó chỉ là một cái quyển catalog đơn thuần thôi, và một cái phiếu bảo hành của nhà phân phối NG Audio. Thì cái cặp loa này nó là thế hệ sau của cặp The Six. Cặp The Six thì chắc nhiều người cũng biết, nó cũng tương tự như cặp này về mặt cấu hình, nhưng mà nó lớn hơn một xíu và nhìn nó thì màu mè hơn. Còn cặp The Five ấy, thì nhìn nó khá là mộc mạc và khá cổ điển, với cái mặt ê căng là vải bố như thế này. Đó, nó là ê căng hít, bỏ ra một cái thì nó là một hệ thống loa hai đường tiếng, một là loa tép kèn,
Hai là loa mid-woofer. Thì Clip trang bị từng âm ly riêng biệt, âm ly chủ động cho mỗi cái cổ loa này. Ngoài ra thì về mặt kết nối thì đây là một cặp loa cực kỳ mạnh về 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 kết nối. Đây mình để ra đây để cho mọi người có thể xem. Đây nhé, ví dụ đây có thể thấy là ngay ở trên cùng là một cái đường nhận tín hiệu HDMI từ TV này, là mình có thể dùng để xem TV được. Tiếp đến thì là đây là cổng service, là dùng để nâng cấp phần mềm các thứ cho loa rồi thôi khỏi. Đây là đường analog in và out. Phono, à cái này rất là hay nhá, cái này có sẵn mạch phono để mình nghe nhạc từ đĩa nhựa. Nó là một cái xu hướng đang dần trở nên phổ biến và thịnh hành ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới. Tức là bình thường nếu mà muốn nghe nhạc từ đĩa nhựa là mình phải có một cái cục phono box riêng để nó chuyển đổi tín hiệu từ, nó nâng cái tín hiệu analog lên, từ đĩa nhựa lên. Thì đây là ở đây người ta đã sẵn có sẵn một cái bo mạch phono rồi, là mình có thể cắm trực tiếp một cái đĩa đầu đĩa nhựa vào đây và nghe nhạc luôn, vô cùng tiện. Đây là cái cần gạt để khi mình nghe nhạc phono mình gạt xuống đây, khi mà mình nghe nhạc từ các nguồn phát analog thì mình gạt lên trên. Nguồn analog ở đây thì nó có cả, họ trang bị cho mình một cái cổng AUX. Cổng này thì mình có thể cắm máy tính cũng được. Thì khi mà mình cắm từ máy tính vào cái cổng này thì nó sẽ biến hai cái cặp này, nó giống như là cặp loa vi tính vậy. Nhưng tất nhiên là cái chất lượng của nó sẽ tốt hơn nhiều là so với cả một cái chất lượng của cặp loa vi tính thông thường. Tiếp theo là cái này nó có cả cổng sub amp, tức là nếu như mà mình vẫn cần thêm tiếng trầm để xem phim hay là chơi game ấy, mình có thể cắm thêm một cái subwoofer vào cái cổng này. Đây còn một cổng optical nữa. Cổng optical này thì mình có thể nhận tín hiệu số từ một cái music server cắm ở đây, hoặc nếu mà thích thì mình cũng có thể cắm đường optical của TV vào đây. Và cuối cùng ở đây là có một cái đường USB chuẩn 2.0 để mình lấy nguồn nhạc streaming chất lượng cao từ trên mạng xuống, cắm trực tiếp từ máy PC và laptop vào đây. Đây có một cái cọc ground nữa này, khá là kỹ. Nhưng mọi người nhìn thấy là ở đây có rất là nhiều đường vào, 1, 2, 3, 4, 5. Với một cái loa tích hợp nhỏ gọn như thế này mà có đến 5 cái đường tín hiệu vào thì nó rất là mạnh về mặt kết nối và ứng dụng. Và lưu ý nhé là ở đây nó không có nút on off công tắc, tức là khi mà mình cắm điện vào là luôn luôn loa nó để ở một cái chế độ standby, như thế cũng tốt. Nó luôn xoáy cho những cái mạch ở bên trong này ở cái chế độ chờ sẵn sàng hoạt động và không chịu cái ảnh hưởng của cái thời tiết ẩm, độ ẩm cao như ở Việt Nam. Khi mà mình bấm cái nút này, bấm nút on off là máy sẵn sàng hoạt động ở trên remote này. Sau đó là mình chọn tín hiệu, kênh tín hiệu vào. Rồi sau đó là mình bấm từ nguồn nhạc thôi, phát để chơi. Rồi bấm chọn cái chế độ volume lớn nhỏ khác nhau. Sau đây thì tôi sẽ demo cho các bạn ba cái giải pháp chơi nhạc phổ biến nhất ở trên cặp loa The Five. Thứ nhất là dễ nhất là kết nối Bluetooth nghe từ điện thoại hoặc là iPad. Thứ hai là giải pháp chất lượng hơn một chút là nghe nhạc từ nguồn phát máy tính với những cái file nhạc chất lượng cao từ streaming, từ những cái nguồn nhạc cao cấp như là Cubase hay là Tidal. Và thứ ba là giải pháp mang tính xu hướng mà hiện nay nhiều người cũng đang theo đuổi, đấy là kết nối nó với cả một cái mâm đĩa nhựa để nghe nhạc từ đĩa nhựa, nguồn nhạc analog thuần túy. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Bây giờ mình sẽ demo cho các bạn xem là cái cặp The Five này khi mà chơi nhạc qua Bluetooth cái chuẩn 5.0 nó như thế nào nhé. Thì nó rất kết nối rất là đơn giản thôi. Nó sẽ khi mà bạn bật cái chuyển cái loa này sang chế độ kết nối Bluetooth
thì ở trên máy iPad nó sẽ hiện lên the file, click the file và mình click vào đó thì nó sẽ kết nối ngay lập tức. Rồi bây giờ mình sẽ chơi nhạc luôn từ một cái file có sẵn ở trên Cubase này. Còn bây giờ là một ứng dụng cũng rất là phổ biến khi mà sử dụng cặp the file, đấy là mình kết nối trực tiếp từ máy tính qua cặp loa thông qua cái cáp USB 2.0. Bằng cái cách kết nối này thì mình có thể nghe nhạc chất lượng cao từ những cái file trực tuyến, ví dụ từ những trang trực tuyến, ví dụ như là mình đang kết nối từ Qboost đây tới cặp loa, và chất lượng của nó đang hiển thị ở đây là chất lượng high res, tức là tương đương hoặc là cao hơn cả âm thanh từ đầu CD truyền thống. Đây là cái kết nối mà khá là thú vị của The File, tức là cho phép kết nối trực tiếp từ mâm đĩa nhựa sang loa. Thì bên trong loa đã có sẵn cái mạch phono rồi để nâng cấp tín hiệu từ đĩa nhựa lên. Nên mình sẽ demo cho mọi người coi. Confessing that I need you, honest I do. Need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they're true.